Em vay bên TP Bank 30 triệu 24 tháng đóng 3 kỳ giờ không có khả năng trả, có xuống nhà không anh? Có bạn nào làm bên TP Bank vào trả lời cho bạn này hộ thử có xuống nhà hay không. Hầu như nha mọi người, hầu như thì những cái công ty tài chính này thì đa số nó sẽ làm việc theo hai cách. Có nghĩa là cách đầu tiên đó là người ta sẽ thu hồi nợ gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa là mình người ta sẽ gọi điện qua phone, nhắn tin hoặc là liên hệ vào cái nơi bạn đang làm việc, cũng như là những cái người tham chiếu hoặc là người nhà, tất cả mọi thứ người ta sẽ tìm cách để người ta liên lạc với bạn và tìm cách để cho thông báo cho bạn biết để bạn muốn chi trả. Và đặc biệt đó mọi người, nợ đối với những cái công ty này nè mọi người, nó sẽ lên nợ xấu tất cả mọi thứ. Thì trong trường hợp mà mình không có khả năng chi trả thì mình có thể mượn. Ngọc không biết là các bạn sẽ mượn ở đâu, nhưng mà chắc chắn là mình phải mượn ở ngoài hoặc là mượn của gia đình hay là bạn bè đồng nghiệp hàng xóm láng giềng gì đó để mình chi trả vào cái khoản vay, cái khoản nợ này. Vì dù gì, dù đúng hay dù sai thì nợ vẫn là nợ của mình. Mà bạn vay 30 triệu đóng 24 tháng thì tính luôn cả lãi lẫn lời thì mỗi tháng chắc bạn đóng khoảng tầm 1 triệu mấy, 1 triệu 7, 1 triệu 8 đi. Mà mới có 3 tháng thì mới có 5 triệu mấy à. Thật sự rất là khó nói, và chắc chắn sau khi mà người ta thu hồi nợ qua phone hoặc là qua tin nhắn không được thì chắc chắn người ta sẽ cho nhân viên thu hồi nợ trực tiếp xuống nhà để đàm phán cũng như là để giải quyết. Và trong trường hợp mà vẫn giải quyết không xong thì người ta sẽ đưa ra những cái hình thức tiếp theo. Và những cái hình thức tiếp theo thì đôi khi nó sẽ là một cái hệ lụy rất là lớn, và nó là ảnh hưởng tới gọi là danh dự uy tín của mình một chút. Và kể cả việc mọi người nghĩ đơn giản nha, đối với những cái công ty tài chính, đối với những cái ngân hàng đó, khi mà người ta cho mình vay thì người ta chỉ mong để lấy lại được cái đồng tiền của người ta, chứ người ta cũng không có muốn làm cho mọi chuyện đi quá xa. Nên hy vọng là bạn này nói là bạn này không có khả năng thì Ngọc cũng không biết nói làm sao, nhưng mà thật sự mọi người, khi mà mọi người xác định vay thì mọi người phải xác định cũng như là lường trước những cái việc tiếp theo có thể xảy ra, kể cả việc là mình bị thất nghiệp hoặc là mình không có khả năng chi trả hay là như thế nào đó. Tại vì đồng tiền này thì cũng là đồng tiền của người ta rồi, chứ không phải là đồng tiền của mình. Khi mà bạn không có khả năng chi trả, mà trong cái khoảnh khắc đó khi mà bạn đã không vay mượn ở những cái nơi nào được thì mình mới tìm đến với những cái công ty này, thì dù gì nó cũng đã mở ra cho mình một cái gọi là một cái nguồn vốn. Thì hy vọng mình sẽ trả lại cho người ta thôi, chứ Ngọc cũng không biết nói gì nữa. Cảm ơn.